Đàm Vĩnh Hưng hát cùng Thanh Hà, Phương Uyên tại Ngôi Sao của năm 2022. Đàm Vĩnh Hưng nói anh rất yên tâm khi có màn kết hợp cùng Thanh Hà và Phương Uyên tại đêm trao giải Ngôi Sao của năm 2022, hôm 11 tháng 1. Đều là những ca sĩ có thâm niên trong nghề nhưng đây mới là lần thứ hai Đàm Vĩnh Hưng hát với cả Phương Uyên lẫn Thanh Hà. Trong đêm gala Ngôi Sao của năm 2022 do báo Ngôi Sao tổ chức, ba ca sĩ trình bày mashup gồm hai ca khúc quen thuộc là Sợ Yêu và Con Tim Đã Vui Trở Lại. Tiết mục có sự hỗ trợ của nhạc sĩ Vĩnh Tâm và hai nhạc công. Đàm Vĩnh Hưng nói, Phương Uyên rất khó tính, nhưng tôi yên tâm khi chị dựng bài. Tính toán câu cú, tông giọng. Còn Thanh Hà có giọng hát rất hay và cũng là người kỹ lưỡng, nên tôi sẽ cẩn trọng trong từng câu hát. Ông Hoàng Nhạc Việt nói thêm, anh đã biết đến cuộc bình chọn ngôi sao của năm từ lâu. Anh rất yêu thích lẫn đánh giá cao giải thưởng này. Với anh, giải thưởng góp phần làm cho đời sống của nghệ sĩ thêm nhiều màu sắc, để họ có nhiều hoạt động tích cực hơn nữa. Đàm Vĩnh Hưng luôn sẵn sàng tham gia chương trình để đáp lại tình cảm của khán giả lẫn ban tổ chức. Về phía Phương Uyên, Thanh Hà, dù cuối năm bận rộn với nhiều lịch trình công việc, họ cho biết khi nhận được lời mời hát tại gala Ngôi Sao của năm. Họ lập tức đồng ý, tôi từng nhiều lần làm việc cùng Đàm Vĩnh Hưng nên không nề hà gì, Phương Uyên nói. Màn kết hợp của Đàm Vĩnh Hưng, Phương Uyên, Thanh Hà là một trong những tiết mục đặc biệt tại đêm gala Ngôi Sao của năm 2022, diễn ra lúc 18 giờ ngày 11 tháng 1 tại Oai Palace Phạm Văn Đồng, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình còn có sự góp mặt của các ca sĩ đang được yêu thích hiện nay, sẽ dần được bật mí trong những ngày tới. Thảm đỏ sự kiện quy tụ đông đảo người nổi tiếng ở các lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, thời trang. Chương trình do Trần Thành Trung làm đạo diễn, với sự hỗ trợ của ekip The Production. Ngôi Sao của năm lần đầu được tổ chức vào năm 2011. Năm nay, chương trình chọn chủ đề Aydin Fifi nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có hoạt động nghệ thuật nổi bật, được giới chuyên môn đánh giá cao và đông đảo khán giả yêu mến. Giải thưởng gồm các hạng mục, ngôi sao tài năng, âm nhạc, phim ảnh, thời trang, hiện tượng giải trí, mỹ nhân của năm, ngôi sao mới, hot kid, fashion icon. Kết quả được công bố trong đêm gala.